Chơi hay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơi hay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Như các bạn đã biết thì Redmi K30 5G là cái chiếc điện thoại có 5G rẻ nhất ở trên thị trường Việt Nam bây giờ. Tất nhiên là 5G ở Việt Nam bây giờ vẫn chưa triển khai rộng và chúng ta phải đợi đến hè này thì 5G mới được triển khai rộng. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, nếu các bạn muốn mua một cái thiết bị mà nó có hỗ trợ 5G để sau này khi mà có 5G chúng ta đỡ phải thay đổi máy, thì rõ ràng Redmi K30 sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý. Chính xác ra chúng ta phải gọi đó là Redmi K30 5G, bởi vì K30 4G thì chip trước thứ nó sẽ khác hoàn toàn đấy nhé. Đấy rồi, quay trở lại với Redmi K30 5G thì cái thời điểm khi mà mình mở hộp trên tay cái sổ này đầu tiên ở Việt Nam thì mình thấy là cái mức giá của nó vẫn khá là cao. Mức giá lúc đó tại ClickBuy nó loanh quanh tầm khoảng 7,5 triệu cho đến 8 triệu tùy theo cái phiên bản màu sắc. Đấy, tuy nhiên là thời điểm hiện tại khi các bạn mua hàng tại ClickBuy thì giá nó đã rất là tốt rồi. Giá của nó sẽ loanh quanh tầm khoảng 6,5 triệu cho đến 6,8 triệu. Đấy, tùy theo các cái phiên bản màu sắc mà các bạn lựa chọn. Như vậy là nếu mà so sánh giá của nó so với cả cái thời điểm đầu thì giá nó đã rẻ được tới khoảng hơn 1 triệu đồng. Đấy, thì mình thấy là với mức giá tiết kiệm được khoảng hơn 1 triệu đồng như thế là rất là ổn đấy chứ, đúng nào. Rồi, tiếp tục nữa nào. So sánh nó sang với những sản phẩm khác thì sao? Đấy, thì nếu mà chúng ta so sánh nó sang với cả Redmi K20 đi thì nó đã có những điểm gì nó thay đổi? Thứ nhất, đó là nó sẽ thay đổi về mặt thiết kế nó khác hơn. Đấy, nhưng mà cá nhân mình vẫn thích cái thiết kế của K20 hơn. Nhưng mà màn hình của nó thì là màn hình 120Hz, là một cái màn hình có tần số quét cao hơn. Đó, hiệu năng chắc chắn rồi, chip 765G sẽ tốt hơn nhiều so với cả con chip Snapdragon 730 ở trên Redmi K20. Camera cũng sẽ ngon hơn, có camera 64 MP và chất lượng cũng sẽ được cải tiến hơn. Thời lượng pin cũng sẽ trâu hơn, đó là 4500 mAh, và sạc thì cũng nhanh hơn, đó là sạc 30W. Đấy, vậy là những cái hơn của K30 5G so với K20 là rất nhiều đấy nhá. K20 bây giờ thì về Việt Nam là rất ít và gần như là không có. Mình search ở trên website của ClickBuy thì là không có luôn. Đấy, vậy thì nếu mà K30 5G so sánh sang với cả K30 phiên bản 4G bình thường thì nó như thế nào, với mức giá chênh lệch là bao nhiêu? Đấy, thì hiện tại mình có tham khảo là K30 phiên bản 4G đi thì nó sẽ dao động vào khoảng 5.890.000 đồng và không phân biệt màu sắc. Như vậy là nếu mà so sánh sang với cả phiên bản 5G thì nó sẽ lệch nhau khoảng 700 cho đến 1 triệu. 700 cho đến 1 triệu thì chúng ta đánh đổi lại ra sẽ được cái gì? Chúng ta sẽ được 5G cái đã. Chúng ta sẽ được một sản phẩm với hiệu năng tốt hơn. Rõ ràng là chip 765G sẽ tốt hơn là chip 730G rồi. Đấy, và chúng ta sẽ được một cái sản phẩm mà nó có cái cục sạc nó nhanh hơn. Cái cục sạc của nó là cục sạc 30W thay vì cục sạc 27W. Đấy là những cái điểm thay đổi của cái K30 5G so với cả K30 bình thường. Các bạn thấy là mức giá 700 đến 1 triệu nó xứng đáng để chúng ta lên hay không? Đấy, thì hãy để lại comment nhé. Còn lại thì bây giờ ClickBuy cũng đang về một số những sản phẩm khác của Xiaomi, ví dụ như là Redmi Note 8 này, đấy, Redmi Note 8 Pro. Đấy, còn lại thì K20 với K20 Pro thì hình như là vẫn chưa về được. Bây giờ mới chỉ có thêm K30 và K30 5G thôi. Đấy, các bạn cảm thấy sao về những sản phẩm trên? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Và theo các bạn thì liệu với mức giá như hiện tại thì K30 5G có phải là một sản phẩm đáng mua không? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Cá nhân mình nhìn thấy là nếu mà so sánh sang với cả những sản phẩm hàng chính hãng bây giờ thì đây sẽ là một sự chọn hợp lý đấy. Còn so sánh sang với những sản phẩm hàng xách tay thì nó cũng bình thường. Đấy, rồi. Bây giờ thì chúng ta mới chính thức tạm biệt nhau.